Vâng, xin kính chào quý vị các bạn đã trở lại với Giang Review Wrestling. Của tuần này thì chúng ta đến với những trận đấu trên nội dung Raw. Mọi sự diễn biến trên một sân rất tuyệt vời khi mà chúng ta chứng kiến cặp thi đấu cực kỳ là ngang tài ngang sức. Và cụ thể hơn thì khi mà Sami Zayn đánh bại Otis. Ở trận này thì mặc dù là Otis đang có một trận đấu rất mạnh mẽ với nhà vô địch liên lục địa Sami Zayn, nhưng Chase Gable vẫn xen vào cuộc để mắng mỏ chàng trai số 1 vì đã không nghe lời anh ta. Điều này thì đã mở cho ra một cơ hội để Zayn thực hiện cú hand Li Luva Kích bất ngờ để giành chiến thắng. Sau tiếng chuông thì Otis đã rất bực bội, nhượng bộ Gable và tấn công Sammy. Nhưng gần đây thì coi như là những chuyến như chuyển cơn giận sang Gable trước khi lao ra khỏi vòng hình tròn vuông. Vâng, đó là một sự lơ là rất là thiếu chuyên nghiệp và không tập trung khi mà Otis đã bị sao nhãng ở trong những cái trận đấu quan trọng như thế này, mặc dù đã bị Chase Gable mắng mỏ nhưng mà anh ta vẫn không nghe lời để rồi một cú Hello Va Kích bất ngờ từ phía Sami Zayn đã hạ gục Otis để Sami giành chiến thắng. Đó là kết quả trận đấu cũng xứng đáng thôi, bởi vì khi mà chiến đấu thì chúng ta rõ ràng là không thể lơ là, và những cái gì mà diễn ra đó là một sự trả giá từ Otis. Chúng ta nên chúc mừng cho Sami, chúc mừng người ta đã giành chiến thắng trong một trận đấu quan trọng. Đó là toàn bộ diễn biến trận đấu giữa Sami Zayn và Otis. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và lắng nghe và theo dõi những tóm tắt của chúng tôi. Giang Review Wrestling, gặp lại quý vị các bạn trong chương trình review tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.